Hi, xin chào mọi người. Đây là phần bổ sung cho cái template đằng trước là template về thư viện hình ảnh. Thì mình có phát hiện một cái là mình chưa có đề cập đến, đó là cái phần hình ảnh của mình á. Hình ảnh 1 và hình ảnh 2 này. Thì hai hình ảnh này không nhất thiết là phải cùng hình ảnh với nhau. Ví dụ như là hình ảnh nó chỉ cần trùng tên thôi ha. Kiểu như là hình ảnh 1, hình ảnh lớn á, là nó sẽ hiện hình ảnh là nhân vật này. Và hình ảnh 2, hình ảnh nhỏ hơn á, thì mình có thể chọn một ảnh khác. Ví dụ mình có thể chọn là ví dụ mình chọn cái avatar ở đây và mình xóa ảnh này đi, rồi chỉnh kích thước này lại về kích thước góc này. Thì khi mà mình chơi thử thì mình ấn vào nhân vật này nó vẫn hiện hình ảnh này nha, mình không nhất thiết là nó phải chung cái hình ảnh. Mà như các bạn thấy, nó chỉ cần chung cái tên thôi, đó là ảnh không nè. Tương tự với cái hình ảnh này. Như vậy thì khi mà nếu mà các bạn muốn làm kiểu thư viện hình ảnh hay là phòng tranh hay gì đó, thì là mình sẽ thoải mái hơn trong cái việc mà mình sắp xếp hình ảnh. Hoặc là hình ảnh nó có thể được sắp xếp vào những cái tấm, những cái thẻ bài như vậy. Và khi mình mở ra thì hình ảnh của nó sẽ là ảnh full. Và kích thước cũng có thể thay đổi nè. Kích thước thì cái này là mình để ảnh góc nè. Mà nếu mà các bạn để riêng á, thì mình có thể cắt sẵn, mình có thể thu nhỏ kích thước này ở bên ngoài luôn và đặt vào, thì mình không cần làm cái hành động mà mình thu nhỏ ảnh hay là này nữa. Ok, đó là cái lưu ý đầu tiên. Và một cái lưu ý khác nữa, đó là ở trong cái phần mà gallery của mình á, mình sẽ có một cái nút, đó là các bạn sẽ thấy ở dưới cái phần mà Add Begin to Scene này, cái dòng thứ ba, nó sẽ có là Drag Camera. Thì nó có một cái điều chỉnh là mình có thể kéo theo một trong hai chiều dọc và ngang, hoặc là mình kéo. Hiện tại thì mình để là both nè, tức là để cả hai, là nó sẽ mình có thể kéo ra hai chiều này, kéo theo bất kỳ hướng nào. Nếu mình để là vertical thì mình sẽ chỉ kéo nó theo chiều dọc được thôi. Các bạn thấy này, chuột của mình đang ở giữa nha, nếu giờ mình kéo nó về phía bên phải thì không có xảy ra hết, nó chỉ di chuyển lại lên xuống. Còn với horizontal thì nó sẽ cho mình phép là mình kéo theo chiều ngang, chỉ cho phép kéo theo chiều ngang. Và nếu bạn muốn bỏ lệnh này, nếu mình không quen thì mình ấn vào nút chuột phải vào cái phần màu xanh dương ở đây, ấn chuột phải vào cái phần đầu của cô lệnh, chọn toggle disable là cái lệnh này nó sẽ bị bất hoạt, là giờ mình không thể kéo màn hình được nữa nè. Còn nếu mà các bạn biết về cái lệnh này, cái này là nằm trong cái extension mà drag camera with pointer đây. Thì nếu mà các bạn biết cái này thì mình cứ xóa bình thường cũng được. Còn nếu mà mình để sử dụng mình không có quen thì mình cứ tắt này đi, để nhằm phòng khi sau này mình cần sử dụng lại thì mình nhấn chuột phải, mình chọn lại cái toggle disable để mình mở nó lại thôi. Thì nó sẽ các bạn vẫn giữ được cái lệnh này. Ok, như vậy là chúng ta xong với phần bổ sung. Phần này như mình có nói trong cái phần mà hướng dẫn trong các bước làm từng bước chứ mình chưa có nói ở trong template. Ok. Còn phần tiếp theo của video thì mình sẽ làm một cái mẫu ví dụ của mình để cho các bạn có thể dùng để tham khảo ha. Thì cái mẫu đó nó sẽ cho ra kết quả như thế này. Đây, cái phần mà mình có thể chọn những bức ảnh. Rồi, ok. Setup của cái này thì đầu tiên mình sẽ chọn là kích thước của game. Kích thước của game mình chọn cho cái này ấy, nó là vẫn là landscape nha, nó là làm game cho chiều ngang và chiều dài của nó là 1.200 vậy, và chiều cao của nó là 900 pixel. Rồi apply, mình chỉnh xong kích thước rồi. Rồi gallery nè, rồi thì mình sẽ xóa hết tất cả mấy cái này ha. Đầu tiên là mình sẽ tạo một cái object mới, để là đó là background nhập hình ảnh này là hình này. Và ok, mình kéo hình ảnh này vào trong này. Rồi, đây là phần hình ảnh. Hình ảnh 2 là mấy hình nhỏ nhỏ. Mình sẽ xóa hết những cái này. À,
À, mình có thể xóa bằng cái nút chuột trong này hoặc là mình nhấn vào chuột phải đây mình xóa cũng được. Rồi. Ok, mình sẽ nhập lại hình ảnh. Hình ảnh của mình sẽ là những cái khung ảnh treo trên tường là những cái hình ảnh này. Mình sẽ đặt tên cho nó luôn ha. Cái này là 2, 3. Bốn. Năm. Và bảy. Ok. Rồi, phần hình ảnh này mình sẽ kéo vào. À, mình sẽ kéo vết vào trong này. Sau đổi animation của nó cho phù hợp ha. Ok, cái này sẽ là animation số 2. Mình chỉnh animation ở bên bảng phía bên trái này nè. Mình nhấn vào cái chỗ này xong mình rê cái chuột giữa. Mình có thể gõ số hoặc là mình như mình hiện tại là mình đang rê chuột giữa nè. Thì nó sẽ thay đổi cái animation bên này. Rồi, 1 nè. 2. Và mình sẽ sắp xếp vào trong cái phần màn hình này. Rồi, ok, như vậy chúng ta xong cái phần sắp xếp. Giờ thì mình sẽ làm cho nó một cái hiệu ứng, đó là khi mình đưa chuột vào object này này thì nó sẽ phát sáng. Phần này thì mình có giới thiệu trong một cái về hiệu ứng. Mình nhấn đôi vào object nha, cái phần effect này này. Thì mình sẽ có thể tạo effect cho nó. Effect mình dùng để mà khi hiển thị là mình đang chọn một cái object thì nó có một cái là outline hoặc là glow cũng được. Glow thì sẽ tạo ra hiệu ứng là nó phát sáng khi mà mình đưa chuột vào đây. Mình sẽ chọn nó phát sáng một cái màu hơi đỏ đỏ một chút và apply. Ở bên lệnh bên này thì mình sẽ làm cho mình hai lệnh, đó là chọn hình ảnh 2 nè và mình ghi là con trỏ chuột tiếng Anh là cursor đây. Ok, điều kiện này là khi mà con trỏ chuột ở trên hình ảnh 2 thì mình sẽ chọn hình ảnh 2, mình gọi chữ effect ở đây. Đây mình sẽ là enable an effect. Lệnh này mình sẽ chọn vào cái effect đây. Phần này là tên effect nhưng mình lựa tên để mình để như cũ nha. Chứ không thì bạn có thể đặt tên đó là phát sáng hay gì đó. Rồi chọn cái này, chọn là yes. Ok. Bây lệnh này. À, copy cái này mình gọi là event chứ, nguyên cụm là event này, còn phía bên này là lệnh. Mình nhấn vào cái điều kiện này, chọn là invert là mình đảo ngược lại, tức là khi mà chuột không có nằm trên cái hình ảnh 2 ấy, thì effect của nó sẽ là tắt là no và mình sẽ chơi thử. Rồi khi mình đưa chuột vào thì mình các bạn sẽ thấy có một cái vòng sáng ở xung quanh nhân vật này là nó đang phát sáng nha. Không giờ là xong. Phần này thì các bạn có thể test nhiều cái khác như là hình ảnh 2 effect nè, mình có thể chọn là outline hoặc là xem có cái gì nữa. Nói chung các bạn cứ test đi, test xong thấy cái nào hay thì các bạn dõi vô, ví dụ click này cũng được nè, click là nó bị nhiễu thì khi mình đưa vào thì ảnh nó sẽ bị nhiễu nè, nhìn hạn như các bạn làm game kinh dị chẳng hạn thì nó rất là phù hợp. Ok, còn hiện tại thì mình sẽ chọn lại vào cái glow ha. Glow sáng đỏ đỏ này và ok. Rồi giờ mình đến cái lớp thứ hai, mình sẽ tắt cái lớp base layer này nha, tắt này và mở cái lớp hai này ra. Ok, lớp này thì có một cái này là new sprite là cái background cho cái nền đằng sau á, thì mình sẽ chọn hình ảnh này, mình sẽ thay ảnh này bằng cái ảnh mình đã tạo ở đây là ok. Cái này thì nó sẽ đậm ở phần phía bên phải và nó mờ dần ở phía bên trái. Thì đây là mình làm bằng phần mình vẽ bình thường thôi. À, mình nhấn vào nút này để mình đưa lên một kích thước ban đầu nè. Đây, đưa cái kích thước vào ban đầu. Sau đó mình kéo nó vào đây. Rồi.
Thế hình ảnh là hình lớn này nè, thì mình sẽ nhập. Cũng tương tự là mình sẽ xóa hết cái này. Ok, enter, xóa. Rồi, add animation. Giờ là mình thêm những ảnh lớn vào. À, như các bạn thấy là hai cái hình ảnh này nó không có giống nhau nè, mình có thể đổi ảnh chứ không có nhất thiết là hai hình ảnh giống nhau. Và tương tự thì phần tên nó sẽ giống nhau ha. Bên kia có hai animation nữa là 2 với 3 mà mình chưa có vẽ, nên là mình sẽ để ở đây là 2 3. Mình vẫn đặt tên cho nó nha, nhưng mình để trống thôi, để trống thì nó sẽ không hiện ra. Ok, giờ thì kéo object này vào vị trí này. Cái object này đều có chung kích thước nên là mình có thể đổi kích thước của nó. Mình sẽ để vị trí này. Mình sẽ vẫn giữ cái phần là tiêu đề của mình và cũng như là phần nội dung. Ok. Rồi, và như vậy là chúng ta xong rồi. Mình nhớ mở lại là cái lớp base layer dưới này nha, mở lại. Ok, và chơi thử. Mình vẫn còn đang giữ cái là kéo sang trái đi phải nè, lát mình sẽ chỉnh lại sau. Đây, mình nhấn vào hình ảnh thì nó sẽ mở ra cái hình cho mình. Ảnh này trống không có, chưa có nè. Thấy hình này hình như mình chưa đặt tên cho nó. Đúng rồi, 6, 7, rồi. Xong. Và phần nội dung hình ảnh thì cái này sẽ là tùy mình đặt thôi. Ở đây thì mình xóa cái này đi. Select on animation nè. Rồi, những phần này thì mình có thể đặt hết nhưng chúng nó là để xóa lượng này và Ctrl V animation 2. Đây là phần nội dung tùy thuộc vào animation của nó ha. Thì tại mình sẽ để như thế này. Thêm một cái nữa là rồi, thì mình sẽ được một cái template như vậy, là mình ấn vào nó sẽ có nội dung ở trên này. Phần này thì mình sẽ điền vào sau. Và mình còn một cái nhân vật nữa chứ. Tắt cái lớp layer 2 này đi ha. Thì ở lớp layer 1 mình có thêm các bạn phần này, phần trang trí mình đã có giới thiệu vào cuối cái phần mà hướng dẫn của video trước, thì mình cứ thêm một cái object mới, chọn nhân vật nè và kéo vào thôi. Ok, giới thiệu thêm chút thì phần kéo này, phần kéo mà cái lớp này nó chỉ dành cho lớp là base layer, tức là mình có thể tạo ra một lớp mới nè, mình đặt ở dưới lớp layer này, lớp để tranh. Cái này layer 2 thì mình để nó kiểu là trang trí ha, trang trí nè, trang trí. Rồi, và nhân vật này ví dụ nha, giờ mình để vẫn để lớp dưới thì mình kéo này, nhân vật này nó sẽ đi theo. Còn nếu mà mình để nhân vật này vào lớp trang trí thì nó chỉ kéo cái lớp dưới thôi, còn nhân vật thì vẫn giữ nguyên. Chắc mình đổi hình nền đen cho nó thật tông đỏ, đen đen đỏ. Đây thì nó sẽ mình sẽ được như vậy. Và ok, như vậy là chúng ta đã xong với cái phần ví dụ của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.